Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tèo, đó là cơ sở mài vàng Hồng Phúc ha, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Chào anh Tèo. Chào thầy Tấn, mến chào quý ông bà cô bác anh chị em lên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì có một về một số mai phô cũng như mai tàn, mong giao lưu đến toàn thể quý vị. Địa chỉ quen thuộc ở đây là ấp Phú Long, xã Bức Mãi, Bến Tre quý vị. Về hình thức xếp thì mà mình sẽ báo sao cho từng phần nha quý vị. Cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ cho mình clip vừa rồi ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mã số 1 đầu tiên mã số 1 cây mai phôi lùng lực quý vị. Mai vàng bonsai ha. Vàng bonsai lùng lực rất là đẹp nha quý vị. To quá ha. Khá là duyên ha. Rồi, cho chiều cao nó luôn anh. Rồi cao 58, bên đây thì 38. Này là hai cây ôm nhau đây hả? Hai cây ôm nhau. Đó. Tổng của nó là nhiêu vậy? Tổng của nó là 65. 65. Còn em bự bên kia. Sẵn đây vô nhỏ trước đi. Nhỏ là 36. Lớn nó kẹt ở đây mình đo được nhiêu hay nhiêu. 45. 45 ha. 45. Lớn 45, nhỏ 36. Đó, để xè đều hết trơn. Xè đều hết tứ diện luôn nha quý vị. Được con sai rất là đẹp ha. Rồi, giao lưu cái anh. Này giao lưu 6 triệu quý vị. Ship sao anh? Cái này ship 200 nha quý vị. Rồi bao ship 200. Rồi. Phục xuống xuống cái kiệt ơi. Rồi anh phụ xuống. Rồi lăn qua mé đó mình vô mé trong ha. Rồi, tiếp theo mã số 2. Số 2. Rồi thiệt to rồi giờ thiệt nhỏ luôn quý vị ơi. Rồi. Rồi, chiều cao em nói luôn anh. Rồi cao. Cao tới cái đít đi. Rồi. 58. Rồi vô hoành luôn. Rồi hoành. Hoành là 32. 32. Xây củ xây củ luôn. Khá nở nha quý vị. Đây cái bộ đế với củ nó nè. Củ thì to, coi củ này lớn á. Bao nhiêu đây anh? Cây này giao lưu là 950 quý vị ơi. 950 rồi. Cây khá đẹp quý vị. Qua mã số 3 ha. Rồi số 3. Ba này già cây dữ. Già cây dữ lắm, nó xù xì bít mình hết trơn rồi quý vị. Rồi, cho chiều cao luôn ha. Cây này thì nó cũng lũa nhóc luôn quý vị ơi. 61. Rồi, lũa những vết cắt trên đây gì. Mấy vết cắt nó sành hết rồi. Rồi. Hôm nay mới dảo nha quý vị. Mới dảo mình về khỏi rép ha. Cái này 12 cánh ha. Rồi, cho hoành luôn anh. Nó học dữ ha. Ừ. Hoành là 26 quý vị. Rồi, xây xây luôn. Đó, bít mình trân nha quý vị. Rồi, giá luôn như đây anh. Cái này 900 ngàn nè quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Mãi khá là 3. Già cây đấy là đẹp luôn. Rồi, mã số 4 luôn. Rồi, số 4 cây mai xù. Này mới thiệt là xù nè. Xù tròn hết luôn. Rồi, bít mình cao luôn. Đó. Rồi, cao là 26. Rồi, hoành luôn. Hoành là 29. Rồi, xây xây luôn. Đó, nguyên cục xù rất là đẹp nha quý vị. Này chảy có ấy có nè, lá cốc có nè. Xù rễ được luôn. 1.8 triệu quý vị. 1.8 triệu ha. Rồi, rồi xuống cây luôn. Mã số tiếp theo luôn. Tiếp số theo. 5. Số 5. Cao luôn. Cao là 49. Rồi hoành luôn anh. Hoành 27. Rồi đế luôn ha. Đế xè đều cộng to nha quý vị. Đó. Đều rồi. Hết, đều bầu hết luôn. Giá luôn nhiêu anh? Rồi 750 ha quý vị. 750. Rồi xuống cây. Mã số 6 ha. Rồi số 6. Cao luôn. Cao tới cầu rễ thôi ha. Rồi. Cầu rễ là 33. Rồi. Sổ. Sổ là 23. Rồi hoành luôn. Hoành đo một vị trí thôi. 31. Rồi xe xe luôn anh. Rồi. Đây khá đẹp nha quý vị. Đó, bệ rất là lớn ha. Thử luôn cái bệ dưới này coi. Cũng đạt nhiêu. Nó tới nhiêu ạ? 35. Giao lưu như thế anh. Rồi, cây này giao lưu 1.5 triệu quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo một cây luôn. Già cây xù xì nữa quý vị. Rồi chiều cao luôn. Rồi cao cổ rễ là 27. Cổ rễ mấy đây ạ. Rồi ở đâu sổ luôn 28. Bên kia. Rồi cái này đo từng trưng. 22. Rồi xây xây luôn. Đó khá là già cây đẹp luôn nha quý vị. Rồi, rồi cái này giao luôn 1 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mưa. Được không? Mưa tới rồi. Mưa tới rồi, được không? Số 8. Cao. Cao luôn. Cao là 62. Rồi. Rồi, hoành là 30 mấy. 39 nếu tính 38 đi. Rồi, 38 hoành. Rồi, xây xây luôn. Đế thì cộng bự đều hết trơn. Cộng to đều. Giao luôn như anh. Cái này giao luôn 1.9 triệu quý vị. Xuống cây. Rồi tiếp theo.
được không? Tiếp tục luôn hả? Chơi luôn hả? Chừng nào ngừng thì hay. Rồi mã số. Rồi cao mét rưỡi. Mã số 9. 9 mà cao mét rưỡi. Ừ, quá rồi. Rồi này da nó bị gì đây? Anh này thì nó đang là đó nở nở bung vàng đó. Quành luôn. Dài lên trên luôn cũng có nha quý vị. Rồi vô quành luôn. Quành là 33. Rồi xây xây đấy. Chặt xuống cái là nó 39 nha quý 38 nha quý vị. Đó. Rồi vô luôn như ra anh. Rồi cái này vô luôn triệu 7 quý vị. Rồi, để khá là đẹp nha. Tiếp theo. Tiếp theo luôn. Rồi cho chiều cao em nói luôn anh. Rồi cái số 10 cao luôn. Rồi 1,5 mét quý vị ơi. Rồi trú mưa giờ mới lố lú ra đây. Nó ướt nhèm nhèm ở dưới. Nhèm nhèm như con chuột lột luôn quý vị ơi. Cực lắm rồi. Rồi quanh em nó là 32. Rồi xây xây luôn. Cây này thì được có cái nó xù xì cũng khá già cây hết quý vị. Đó. Rồi giao lưu nhiêu đây? Cái này giao lưu 1,5 triệu quý vị ơi. Rồi 1,5 triệu ha. Rồi mã số 10 xuống cây. Rồi mã tiếp số... theo tứ quý nha quý vị. 11 là tứ quý nha. Rồi tứ quý. Rồi khoan để chim lại cho nó ngay cái cây coi nha. Rồi chim đi cho nó coi như lịch sử cái tứ quý. Rồi mã số 11 là tứ quý ha quý vị. Rồi cao luôn anh. Tay cành đẹp luôn. Rồi cao là 95 nha quý vị. Rồi 95 hoành luôn. Rồi quanh em nó là 33. Rồi 33 quanh. 33 quanh. Đó. Chân cành đẹp ha. Rồi, để cái luôn. Cái này về mình trồng luôn liền được luôn quý vị, ra lên nhựa dung hết rồi. Đế khá là đẹp nha quý vị. Không đấy, có trống chỗ nào, cộng rất là to nha. Muốn bít bầu hết ra rồi nè. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? Cái này giao luôn 3,4 triệu quý vị. 3,4 triệu ha. Mã số đẹp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 12. Tứ quý nha quý vị. Tứ quý luôn. À. Rồi cao là 1,4 m. Rồi 1,4 m. Chân cành thì phủ phê luôn quý vị ơi. Chân cành là coi như là lóc nhách luôn. Cái ngoài đây rồi. Ờ đứng bên đó rồi. 1,4 m ha. Trời còn chuyển mưa âm u trơn quý vị ơi, ráng nhướng. Chân cành khá đẹp ha, một cốt đi lên. Rồi, hoành luôn. Từ này rồi, cao 1,4 m rồi. Rồi còn nói, lo cái chuyện bên trời tối đen hả. Rồi quanh là 41 yếu tính 40 nha quý vị. Rồi xây xây đế luôn. Rồi 40. 41 yếu. Đó, đế cộng to lực. Chia đều bầu hết. Chân cành đẹp. Cây này luôn như anh. Nâng cây vô phương đi. À, cây này mình giao luôn 5,5 triệu luôn quý vị ơi. Rồi 5,5 triệu rồi, xuống cây ha. Rồi, rồi tiếp theo. 13. Tứ quý tiếp tục nha quý vị. Rồi cao luôn anh. Rồi cao. Cây này nhiều. 123 chiều cao. Rồi. Cái này để hơi nghiêng mình về mình chỉnh ngay lại nha, trồng ngay lại cái gì? Rồi, vô hoành luôn anh. Rồi, hoành thân. Hoành em nó là 32. Rồi, xây xây luôn. Rồi cái này về rép mỗi tay luôn quý vị. Hả chừng nhiêu anh? Ở cái này 2 triệu quý vị. Rồi 2 triệu ha. Rồi. Rồi tiếp theo là lô nha quý vị. Rồi lô bắt đầu từ đâu đây? Từ cây này đi dài vô luôn đi. Rồi. Ở quên đây còn cây nữa nè. Cây này sửa lại luôn đừng quay nó luôn, quay luôn. Sửa dời ra ngoài. Rồi, ra ngoài. Xuống rồi. Lô này có 5 cây nha quý vị. Cây. Cây này thì cao 3 m đó. Rồi. 3 m thì ngang mét mấy 2 m đó. Rồi tính 1,8 m đi. Rồi cho cao ngang em nói luôn anh Tèo. Rồi tiếp theo là lô nó có 5 cây nha quý vị. Rồi chiều cao 3 m. Rồi ngang ngang non 2 m. Rồi này nó dựng dựng lên không à. Đó, tạng nó dựng lên vậy đó. Đó. Rồi xuống quanh luôn nha quý vị. Rồi vô quanh. Quanh em nó là 34 đi, 35 yếu 4. Rồi. Chặt cái cung nở này chắc to dữ lắm á. Nở nó tới 46 rồi nha quý vị. Đó. Rồi. Tính quanh cái này nó có bị táp nắng nha quý vị. Chứ ngay đây, để là còn ngon lành nha. Rồi, xanh lè xanh lét luôn. Xanh lè xanh lét luôn. Đều ha. À.
Rồi một cây. Đây. Cây thứ hai trong lô. Rồi này cao là 1m9 á. Rồi tầm 1m9 cao. 1m9 cao. Có số chân cành. Sửa cho ngay cây, dựng ngay cây luôn cho dễ thấy. Rồi quanh luôn ha. Rồi quanh. Quanh em nó là 30 8 tính y 38 tính 38 tính 38 đi. Rồi để luôn nha quý vị. Để chia đều bầu hết quý vị. Rồi cây thứ hai ha, cây thứ ba đâu? Đây. Đứng nép bên đó rọi vô. Thấy không? Đây quý vị. Đây kéo. Rồi vậy kéo lên nha. Cũng thấy được mà. Vô con gái. Ờ cái này là cây này cao 3m3, 3m4 quý vị. Khoảng 3m5, non 1m5. Chân cành cũng khá đều ha. Rồi vô hoành luôn nha quý vị. Rồi quanh. Vô luôn. Hoành em nói là 52. Đi ha. Rồi để luôn ha. 52 hoành. Đế chia cũng đều đều bầu quý vị. Đây chặt quá mình kéo lên cái đó. Gì quý vị. Không có thể nào đi được nó đó. Lô này có cái là to nhất. Rồi cây thứ tư của lô ha. Thứ tư. Đó một cốt thẳng luôn. Chiều cao cũng 3m3. Khoảng 3m3 chiều cao. Rồi ba cây này nó cao ngang nhau á. Ba hết quý vị ơi. Rồi vô hoành luôn ha. Rồi hoành em nó là 41. Rồi để luôn dọn luôn. Đó đế cộng to lực. Cây nâng cây dữ lắm nha quý vị. Rồi tuốt trên vẫn còn to. Thứ tư của lô ha. Rồi cái thứ năm ở sau lưng. Thứ năm đây. Cái này cũng cao 3m3 đó quý vị. Khá cao ha. 3m3 chiều cao. Này hai cây ha anh. Này hai cây ôm nhau. Rồi. Mình tổng cái đi ha. Tổng cái qua đo mấy em lẻ nó. Rồi tổng nó là 61. Rồi em lẻ coi. Đo ngay chỗ này. Là 38. Rồi 29 28 thôi 8 đi. Rồi. Yếu 28. Để nè. Để thì quá đẹp nha quý vị. Để thì nó sổ nôm rất là đẹp luôn. Rồi hết 5 cây ha. Rồi. Rồi 5 cây này giao lưu nhiêu đây anh? 5 cây này mình giao lưu là 16 triệu quý vị. 5 cây 16 triệu cũng 5 cây cũng bự bự không ha. 5 cây lớn. Rồi tới gì đây anh? Rồi tiếp theo lô nữa quý vị. Lô nữa hả? Lô này cũng 5 cây. Mấy cây? Rồi lô thứ hai hả? Rồi này cao khoảng 3m2 á quý vị. 3m2 trên chốt ngọn đó, đó cũng cây chân cành đẹp luôn ha. Rồi vô hoành luôn. Rồi cây này là đế quá đẹp nha. Hoành em nó là 46. 46. Rồi đi vòng đế luôn. Đế luôn. Thân dặn lắc. Dặn rất là đẹp luôn. Một cốt đi lên. Chân cành khá. Đó đế là độ nôm của đế là 31 quý vị. Rồi. Rồi cây thứ 2 của lô luôn. Hai cây mai này xù nhiều. Rồi cái này chiều cao 2m5 quý vị. Rồi xuống đế luôn ha. Rồi vô luôn. Mưa gió quý vị ơi. Mưa tới nữa nè. Mưa quá sao mưa. Rồi 32 hoành. Cái này đặc điểm là có mấy bịch xù cũng khá đậm đậm quý vị. Rồi đế luôn. Đó nguyên bệt luôn nè. Trên thân cũng có một số dài bệt nữa.
Rồi, vừa quá có phần nào ấy mình bổ sung vô Zalo thêm quý vị nha quý vị. Số 3 đây. Cây này thì nó cao cỡ 3,5 m quý vị. 3,5 m. 3,5 m cho chiều cao, chân cành cũng khá đều đều. Rồi, vô cũng mạnh luôn nha quý vị. Gì không? Không có cắn thì là 53, 54, 33, 53 đi. Rồi. 53 quạnh. Để luôn. Hồi mưa quá giờ mình tính 3 cây này thôi đi, 2 cây sau khỏi đi. Rồi 3 cây thôi không? 3 cây thôi đi. Rồi, giao luôn như đây anh. Ba cây này mình giao luôn là 18 triệu cái gì ơi. Đó, mưa tới rồi vậy đó. Quá xá ha. Còn nữa không anh? Còn hai cái mai tàng mà giờ mưa tàn hả? Rồi.